parking lots in Las Vegas, as you guys can see. Yeah, it gets really crowded in here. So yeah, just be patient with your. Gì vậy anh? Là có tí khó. Vô đi. Minh Tú. Nhưng mà em đang nghĩ cái vấn đề là tụi em bị gia đảo ngày hôm nay là Minh Tú một phần. Chúng ta hăng quá vậy? Dạ. Cái gì nó hăng quá vậy? Kiểu không? Nó hơi thanh trình á. Nó lạ. Cũng ngon á. Trời, cái miếng gân này nó hấp dẫn quá. Ừ, đúng rồi, cái này chấm cái gì cũng được đó. Ừ. Nó hơi mắm mắm. Nó hơi muối vô chanh. Ừ. Đủ cho nó mất 2 miếng mà nó không lạ nè. Nó làm sao? Nó hơi. Cho tôi hỏi, trong trường hợp các bạn phải ngủ khổ thì hai người ở bên kia mà các bạn muốn hoán đổi là ai? Em có nhớ những người? Ai không được nhớ nữa, tại vì nó ở trên đầu em rồi. Cày hả? Cày á. Cày ghê. Cày đó. Anh thấy cày chứ đừng nó. Người mà hơi biết cày hay là quá cày. Mà có thêm hai với ớt nữa. Ờ quên, hình như đúng rồi, anh cắn thêm ớt nữa. Nhưng mà nó cay thôi, anh cho ớt nữa thôi cả. Cái mỏ thì bị hồi nãy bị đạp một cái. Siêu mẫu quá châu Á. Siêu mẫu quá châu Á. Rồi bị một sẹo ra đây cũng là siêu mẫu châu Á luôn à. Châu Á là châu chấu mà đá chứ gì. Châu nói bị người thường đạp thì không sao, được siêu mẫu đạp. Dục chua rồi. Ăn cái gì cũng ngon hả? Nếu bây giờ mà không đưa đi bác sĩ tháo hết thì sẽ để tới cuối ngày là tháo tới đầu gối luôn. Đúng rồi, hãy cho em chấm cái tôi hỏi, trong trường hợp các bạn phải ngủ khổ thì hai người ở bên kia mà các bạn muốn hoán đổi